Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3001, ta xin hắc ám đại đế tiên vương ngẫm lại mình. Bao nhiêu đại đế tiên vương từng bảo vệ chủng tộc của mình, bảo vệ hậu nhân của mình. Dù quang minh của bọn họ không phổ chiếu thế giới thì cũng từng ói sáng người cạnh mình. Nhưng cuối cùng luân hồi hoang tổ quang minh phổ chiếu toàn thế giới cũng trở thành đầu sỏ hắc ám, còn là khởi nguồn hắc ám một kỷ nguyên. Không ai biết luân hồi hoang tổ trải qua chuyện gì. Lão chuyển biến đáng để người cảnh giác. Một số đại đế tiên vương biết nhiều hơn, đặc biệt là đại đế tiên vương đỉnh cao thì lạnh lòng, rợn tóc gáy, không ai bẩm sinh tà ác, đầu sỏ vùi mình trong hắc ám thế giới này đều là những ai, không người biết đáp án rồi lại rõ ràng, khiến người không rét mà run. Bởi vì ai đều có thể là đầu sỏ trong hắc ám, ai đều có khả năng biến thân hắc ám, có lẽ là người mà người yêu, có lẽ là người yêu ngươi, hoặc là người mà người tôn kính. Thánh quang bài xích thánh kiếm không thể chém trúng căn nguyên của luân hồi hoang tổ. Thánh nhân hét dài, quang minh vĩnh hằng, không bao giờ đoạn lạc, đại đạo không thay đổi, vẫn thánh quang vô tận, thánh quang ngập trời, nhưng khoảnh khắc này thay đổi, bóc, từng lũ thánh quang bóc tách ra, thánh quang thay ra đổi thịt bóc tách thân hình lộ ra căn nguyên, mỗi một lũ thánh quang đều giống như hóa lòng, thánh quang lưu động, giờ phút này thánh quang không đơn giản là quang minh, nó không còn là khái niệm lạnh băng mà thật sự tồn tại, sống động, chớp mắt mỗi lũ thánh quang như có sự sống, như chứa tín ngưỡng của ức vạn sinh linh. Chúng nó là ký thác của chúng sinh một kỷ nguyên. Vang tiếng nổ điếc tai, cùng với thánh quang thoát thai hoán cốt, tất cả thánh quang phóng lên cao, tất cả thánh quang tụ lại, từng đợt tiếng nổ nhức óc vang lên, căn nguyên quang minh xuất hiện, căn nguyên quang minh treo cao sau đầu thánh nhân, mang đến lực lượng thần thánh vô cùng tận, xèo xèo xèo, thánh quang trên người luân hồi hoang tổ không còn thánh kiếm, tất cả thánh quang đều bị lực lượng căn nguyên quang minh trên thánh kiếm hòa tan, lực lượng thánh quang mặc cho thánh nhân sử dụng, lúc này thánh nhân trưởng chấp quang minh, chúa tể quang minh, bùm, thánh kiếm chém lên người luân hồi hoang tổ, kiếm sáng choang, nhát kiếm chém xuống thì mặc kệ ngươi là đại đế tiên vương hay đầu sỏ hắc ám đều không thể ngăn cản nhát kiếm thần thánh, thẩm phán vô thượng, kiếm chém xuống là chết chắc, bùm, thánh quang bao phủ toàn thân luân hồi hoang tổ sau khi chúng nhát kiếm thì lão té thẳng cẳng, bị giết, thiên địa tĩnh lặng, có đại đế tiên vương thực lực cao thế cảnh đó thì tim đập nhanh, chẳng lẽ thành công, nhiều đại đế tiên vương nhín thở nhìn chằm chằm sông dài thời gian xem coi có biến dị gì không. Ong 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 ong, sắc luân hồi hoang tổ ngã ở sông dài thời gian tan biến, hóa hành từng tia sáng, các lũ thánh quang tụ tập lại hòa vào căn nguyên quang minh. Sao? Sắc luân hồi hoang tổ tan biến, trong sông dài thời gian kỳ nguyên này có một tiết diểm thời gian nhiên sinh ra hắc ám, khi lũ hắc ám sinh ra biến thời đại thành hắc ám, thời đại đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả sinh linh của thời gian này bị hắc ám khủng bố cắn nuốt, ức 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 vạn mạng sống chỉ là miếng thịt, luân hồi hoang tổ xuất hiện trong hắc ám, bóng tối bên lão. Luân hồi hoang tổ cho người cảm giác khác lạ, nên chưa qua rồi cũng qua đi. Trước đó luân hồi hoang tổ đem lại cảm giác phản phác quy chân, có thể nói khi luân hồi hoang tổ đứng trước mặt ngươi thì ngươi không cảm nhận được đó là đầu sỏ hắc ám mà càng giống lão nhân cao nhã hơn. Nhưng luân hồi hoang tổ lúc này có khí chất khác biệt, sinh trong hắc ám rồi cũng quay về hắc ám. Luân hồi hoang tổ không có khí thế kinh thiên động địa nhưng mỗi tiếng nói cử động có bá khí nuốt cửu thiên thập địa, hung mãnh chúa tể tuyên cổ. Dù bây giờ luân hồi hoang tổ có văn nhã tới đâu cũng cho cảm giác hồng hoang cự thú. Luân hồi hoang tổ là hồng hoang cự thú mới tỉnh dậy, tuyệt đối không phải loại người nhân từ, há mồm sẽ nuốt hết mọi thứ trên đời. Khi luân hồi hoang tổ bước ra từ hắc ám thì thánh nhân không bất ngờ, mắt nhìn luân hồi hoang tổ chằm chằm, tay cầm thánh kiếm, không sợ cửu thiên thập địa, vô địch vạn cổ. Bạn già, ngươi thành công, ít nhất ngươi chém thân quang minh của ta, tùy theo mà đi. Luân hồi hoang tổ cười nói, phúc họa đồng đều, ai biết cái gì là phúc hay họa, quang minh đi không quay lại thì ta sinh trong hắc ám, đây mới là bản ngã. Đám đại đế tiên vương nín thở, luân hồi hoang tổ bị chém thân quang minh là họa hay phúc thật khó nói. Như Lý Thất Dạ nói, không ai trời sinh tà ác, luân hồi hoang tổ không phải bẩm sinh đã hắc ám, cũng không phải mới sinh ra liền là khởi nguồn hắc ám. Lúc luân hồi hoang tổ còn trẻ từng như nhiều hạng người vô địch, đã từng phấn đấu, từng cố gắng, từng máu nóng sục sôi, luân hồi hoang tổ từng chiến đấu vì bản thân, vì người bên cạnh mình. Khi luân hồi hoang tổ thành tựu vô địch thì quang minh phổ chiếu một thời gian. Về sau tại sao luân hồi hoang tổ đi vào hắc ám? Thành khởi nguồn hắc ám kỷ nguyên viễn hoang thì người ngoài không biết được, không ai biết lão từng trải qua chuyện gì. Nói sao thì tuy luân hồi hoang tổ trở thành khởi nguồn hắc ám, thành đầu sỏ hắc ám khủng bố nhất nguyên kỷ nguyên nhưng lão đã từng quang minh phổ chiếu, nên lão có thân quang minh. Hôm nay luân hồi hoang tổ dùng quang minh quyết đấu quang minh, cuối cùng bị luân hồi hoang tổ chém thân quang minh. Thánh nhân lạnh lùng nói, quang minh không bao giờ rơi. Thánh nhân nhìn luân hồi hoang tổ, chậm rãi nói, không phải quang minh bỏ ngươi mà vì ngươi không kiên trì quang minh. Phải rồi. Đối mặt thánh nhân lạnh lùng nói, luân hồi hoang tổ không giận mà bình tĩnh đáp trả,
Trên con đường này ta thao sang ngươi, không đi xa như bạn già, cũng không kiên trì triệt để được. Trái tim đại đạo cũng là trái tim không sợ. Thánh nhân lạnh lùng nói, đạo tâm không kiên, không có tài vạn cổ thì chỉ gây hại nhân gian. Lời nói chém đinh chặt sắt, lạnh lùng vô tình. Luân hồi hoang tổ cười hiền hòa, hôm nay ta không bàn thị phi đúng sai với bạn già, cũng không bàn về nhân gian trắng đen. Luân hồi hoang tổ lắc đầu nói, đến đẳng cấp của chúng ta thì không cần bàn về thị phi đúng sai, nhân gian trắng đen nữa, chúng ta tự mình định nghĩa được chúng. Thánh nhân chĩa thẳng thánh kiếm, mắt sáng rực thánh quang vô cùng tận, vậy thì để quang minh quyết định hắc ám của ngươi đi. Đôi mắt thánh nhân như biển thánh quang. Luân hồi hoang tổ mỉm cười nói, bạn già, ngươi rất lợi hại, cách đỉnh thật sự còn một chút xíu nhưng ngươi vẫn mạnh hơn ta một ít. Trạng thái hiện tại của ta muốn chiến với ngươi thì hơi khó, nhưng bạn già đánh giá ta hơi thấp. Dù kỳ nguyên chúng ta đã hủy thì nội tình của ta vẫn còn, về điều này thì bạn già không bằng ta. Vang tiếng nổ điếc tai, luân hồi hoang tổ vừa dứt lời, toàn thân tuôn ra hắc ám, thật tinh thuần, thuần chính, không có bất cứ tạp chất. Chương 3002, luân hồi chi nhãn, một ầm ầm. Khi cả người luân hồi hoang tổ tuôn ra hắc ám, viễn hoang nổ ầm ĩ, hắc ám vô cùng tận tuôn ra từ mỗi tấc đất của viễn hoang, như thể nguyên viễn hoang là nguồn gốc hắc ám. Từ mỗi một tấc đất phun trào hắc ám liên miên không dứt, như thể chầu địa đất bùn viễn hoang là sẽ chết ra thùng lớn hắc ám. Viễn hoang tuôn trào tất cả hắc ám nháy mắt tụ tập lại, hắc ám hội tụ liên miên xông vào luân hồi hoang tổ, bị lão hấp thu hết. So với kỷ nguyên viễn hoang thật sự thì viễn hoang chỉ là một phần nhỏ khiếm khuyết của nguyên kỷ nguyên, nhưng chỉ phần nhỏ này lại không thể hủy diệt trong tai nạn lớn, có thể tưởng tượng nó cứng rắn cỡ nào. Trong kỷ nguyên viễn hoang giờ còn sót lại viễn hoang được luân hồi hoang tổ gầy dựng vô số năm tháng. Trong năm tháng dài dặc, luân hồi hoang tổ tốn nhiều tâm huyết gầy dựng từng tấc đất nơi này. Tuy tai nạn lớn làm nơi này hủy diệt cực kỳ nghiêm trọng nhưng luân hồi hoang tổ để lại nội tình vô cùng động trời. Vang tiếng nổ điếc tai, sông dài thời gian lắc lư. Luân hồi hoang tổ cắn nuốt hắc ám đến từ viễn hoang, nội tình khổng lồ không gì sánh bằng chớp mắt lớn mạnh lão. Cả người luân hồi hoang tổ tuôn ra hắc ám vô cùng tận, toàn thân lão thay đổi. Luân hồi hoang tổ đứng trên cao nhìn xuống cửu thiên thập địa, nhìn xuống chúng thần chư đế. Mọi thứ chỉ là con kiến trong mắt lão. Đầu luân hồi hoang tổ độ hoàng quan hắc ám, mặc đế bào hắc ám, từng cử chỉ hắc ám nốt một thời đại. Lực lượng của luân hồi hoang tổ làm thời gian trì trệ, trong lĩnh vực đó lão chúa tể hết thảy. Lúc trước luân hồi hoang tổ nho nhã, hơi thở cao quý khiến người không cách nào liên tưởng lão với đầu sò hắc ám. Luân hồi hoang tổ lúc này lại khác, đôi mắt lóe tia sáng lạnh băng, tuyệt tình vô thượng. Trong đôi mắt của luân hồi hoang tổ thì tất cả không đáng nhắc tới, mọi thứ chỉ là hạt bụi con kiến. Dù là ức ức vạn sinh mệnh thì luân hồi hoang tổ không chút do dự mở miệng uất hết. Luân hồi hoang tổ lúc này máu lạnh vô tình, trên người lão không có chút hơi thở sự sống nào. Luân hồi hoang tổ là hắc ám, lão đã không phải con người hoặc sinh linh. Người sẽ phát hiện ánh mắt của luân hồi hoang tổ rất giống thánh nhân, mắt hai người lạnh băng vô tình, lãnh khốc vô thượng, nhưng bọn họ lãnh khốc khác hẳn nhau. Luân hồi hoang tổ lãnh khốc là coi rẻ sinh mệnh, tất cả trong mắt lão chỉ là con kiến. Thánh nhân lãnh khốc là đến từ nguyên tắc, thế gian trong mắt lão vốn nên như vậy. Luân hồi hoang tổ chậm rãi nói, lão hữu, chúng ta hôm nay không chết không ngừng. Giọng điệu của luân hồi hoang tổ thay đổi, bá khí không gì sánh được, cử thế vô song, vẽ nghĩa vạn cổ, chúng sinh chẳng qua là con kiến. Hết thảy khí khái vô địch đều thể hiện trên người luân hồi hoang tổ. Luân hồi hoang tổ hét dài, bạn già, hãy nếm thử mấy luân hồi chi nhãn này xem, mùi vị quen thuộc không. Luân hồi hoang tổ mở mắt ra, chán mở con mắt thứ ba, vang tiếng nổ điếc tai. Khi con mắt thứ ba của luân hồi hoang tổ mở ra thì tất cả biến mất, mở mắt thiên địa tối, khi con mắt mở ra thì kỳ nguyên nguyên viễn hoang chìm trong tối tăm. Một con mắt này thống trị, nguyên kỳ nguyên chìm vào hắc ám vĩnh hằng, giơ tay không thấy ngón, thánh quang vĩnh viễn không cách nào chiếu rọi vào, thiên địa vạn đạo chìm trong hắc ám một con mắt, nó có luân hồi nhưng là vĩnh hằng hắc ám luân hồi, một màu hắc ám, mặc kệ ngươi là tồn tại thế nào, vĩnh viễn không thể nhảy ra luân hồi hắc ám khủng bố này, hắc ám thống trị. Thiên địa vạn vật trầm luân, sông dài thời gian nguyên kỷ nguyên chìm trong hắc ám, thời gian trôi cũng quanh quẩn lặp lại tại chỗ, hình như tuyên cổ tới nay trừ hắc ám ra chẳng có gì khác. Nhìn hắc ám luân hồi, các đại đế tiên vương lòng chìm xuống, vì đại đế tiên vương cũng không nhảy ra được luân hồi như thế, nếu chìm trong luân hồi đó sẽ là vĩnh viễn hắc ám, từ đó về sau không thấy ánh sáng nữa. Thử nghĩ xem, trong hắc ám vĩnh viễn mấy ai chịu đựng được, mấy người có thể giữ vững đạo tâm. Trong hắc ám luân hồi đó mặc kệ ngươi là tồn tại cường đại cỡ nào thì hoặc là điên hoặc tuân theo hắc ám, từ đó về sau trở thành một phần của hắc ám, bị hắc ám cắn nuốt. Đại đế tiên vương tim đập nhanh, giả thiết họ mà ở trong hắc ám như vậy thì có thể trước sau như một sự vững đạo tâm không? Có lẽ đáp án là không. Đinh, luân hồi hắc ám, thánh nhân giơ cao thanh kiếm, tiếng nổ không dứt bên tai. Lúc này thánh nhân đổi công làm thủ, trong dòng sông kỷ nguyên,
thánh quang cuồn cuộn tụ tập trên người lão, tất cả thánh quang tụ trên người thánh nhân, khoảnh khắc này lão như bốc cháy lên, bùm, thánh kiếm hóa thành ngọn đuốc, thoáng chốc thánh quang vô cùng rực rỡ, khoảnh khắc này thánh quang bộc phát ra thánh quang tăng vọt gấp trăm ức lần, như thể thánh quang nguyên kỷ nguyên tụ thành ngọn đuốc đốt cháy hừng hực trên thánh kiếm, thánh quang chiếu sáng thiên địa, trong thánh quang đỏ dù hắc ám không ngừng nghỉ luân hồi, dù hắc ám xâm nhập như sóng thần nhưng ngọn đuốc thánh quang chiếu rọi làm tất cả trở nên an tường, thánh nhân cực kỳ bình tĩnh, mặc cho hắc ám khủng bố thế nào thì thánh quang còn đó, ngọn đuốc thánh quang chiếu sáng lòng mỗi người, chỉ rõ hướng đi cho người trong bóng tối, khiến người bàng hoàng có mục tiêu, bọn họ có thể tiến lên hướng về thánh quang, bọn họ được thánh quang hướng dẫn sẽ không bị lạc trong bóng tối, ngọn đuốc thánh quang không tắt, dù hắc ám kỷ nguyên này luôn hồi vĩnh cửu thì người người đều có hy vọng, ai nấy có thể tiếp tục tiến lên. Đại đế tiên vương chỉ đứng xem khi trông thấy đuốc thánh quang thì lòng ấm áp, vì bọn họ hiểu nó có ý nghĩa gì. Ngọn đuốc thánh quang còn, quang minh vẫn hiện diện, người đời tràn ngập hy vọng. Ngọn đuốc thánh quang tôn lên thánh nhân vĩnh hằng, dù sóng thần hắc ám xâm nhập thì lão vẫn không dao động, giơ cao ngọn đuốc chiếu sáng tâm linh của chúng sinh trên đời. Ngọn đuốc thánh quang chiếu rọi, tuy thánh nhân ở trong hắc ám nhưng đã nhảy ra hắc ám, không thể ảnh hưởng được lão. Bạn già, dù ngươi có thể chiếu sáng nhân thế gian nhưng không thể soi sáng tâm linh mỗi người. Xem thánh quang vĩnh hằng bất diệt, luân hồi hoang tổ Từ Tốn nói, nếu như nhân thế gian mỗi người đều có một niệm thánh quang thì viễn hoang không bị diệt, không phải ta diệt viễn hoang mà là hắc ám trong lòng mỗi người diệt viễn hoang, ta chỉ trợ giúp, trên đời không có ác ma chẳng qua là do chúng sinh biến ra, tao ở, thánh quang ở, tuyên cổ bất diệt, trong sóng chiều hắc ám, thánh nhân bình tĩnh, lạnh lùng, ung dung nói, dù trong lòng ai nấy có hắc ám thì thánh quang ở, sẽ thắp sáng lòng họ, khiến họ không run rẩy trong bóng tối. Tâm hồn nhỏ yếu không tuyệt vọng, dù bọn họ chìm đắm vào hắc ám, miễn còn chút thánh quang thì cuộc đời họ vẫn sáng, có sắc màu, đây là ý nghĩa tồn tại của ta, là ý nghĩa ta đối kháng đến cùng, cho dù ta không thể kết thúc hắc ám, nhưng ta mang đến chút sắc màu cho thế gian hắc ám, mang đến chút hy vọng, vì làm được điều này, ta không tiếc. Chương 3003, Luân Hồi Chi Nhãn, hai thánh nhân nói thản nhiên nhưng điếc bằng tai, đại đế tiên vương xem trận chiến lòng rung lên, khi hắc ám buông xuống, trong đại đế tiên vương sẽ lựa chọn như thế nào đây? Khi hắc ám quá mức cường đại thì đại đế tiên vương đấu tranh có ý nghĩa không? Biết rõ hết thảy đấu tranh chỉ là phí công thì có nên từ bỏ? Thánh nhân nói câu trên đã cho ra đáp án. Miễn cho tâm linh tuyệt vọng trong hắc ám chút sắc màu thì tất cả không tiếc. Luân hồi hoang tổ gật gù. Đây là điểm gây gớm của bạn già. Biết rõ không chống lại được nhưng vẫn làm. Ta không bằng được. Vẻ mặt luân hồi hoang tổ nghiêm túc nói. Nhưng bạn già, e rằng hôm nay tất cả sẽ kết thúc. Nếu ngươi có thể chiếu sáng lòng chúng sinh nhưng chưa chắc có thể chiếu sáng chính mình. Vang tiếng nổ đếc tai, sóng thần hắc ám rút đi, trong khoảnh khắc hắc ám vô cùng tận điên cuồng rút đi, chớp mắt tất cả hắc ám bị luân hồi chi nhãn của luân hồi hoang tổ nuốt, cắn nuốt tất cả hắc ám rồi luân hồi chi nhãn trở nên trong suốt, đây là hắc ám trong suốt, không sai, hắc ám trở nên trong suốt, không thể tưởng tượng nổi, dường như trong luân hồi chi nhãn không phân biệt hắc ám và quang minh, quay về căn nguyên, véo, luân hồi chi nhãn bắn ra tia sáng. Luồng sáng quang mang không phải hắc ám, cũng không phải quang minh, hình như đó là ánh sáng thiên địa ban đầu sinh ra, nó cực kỳ nguyên thủy, chất phác, không điều khác gì, không có thuộc tính gì. Luồng sáng mảnh như tơ, nó có thể nháy mắt vượt qua ước vạn năm, dù ở ngoài ước vạn năm thì nó cũng có thể bắn chết ngươi, trước ánh sáng đó thì thời gian đã không phải cự ly. Khi ánh sáng như thế bắn ra, đại đế tiên vương cao giai cũng khó tránh khỏi mí mắt co giật. Vì loại ánh sáng này khiến người kinh hoàng kiêng kỵ không phải sức mạnh bắn chết của nó mà là khởi nguồn ban sơ, nó có thể xuyên thấu đạo tâm của ngươi, khiến đạo tâm từ nay quay về nguồn gốc, xóa bỏ đạo tâm mà ngươi giữ gìn. Thấy ánh sáng bắn tới, nét mặt thánh nhân sa sầm, keng, hai tay thánh nhân nắm chặt thánh kiếm giơ trước ngực, bùm, thánh vũ sau lưng thánh nhân khép lại như cánh cửa phong tuyệt vạn cổ, chắn tất cả ở ngoài cửa. Phập, ánh sáng luân hồi chi nhãn bắn vào thánh vũ, bùm 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 bùm, tiếng chấn động vang lên. Kỷ nguyên nơi thánh nhân và luân hồi hoang tổ ở rung rung, sông dài thời gian nguyên kỷ nguyên thay đổi nghiêng trời lệch đất, kỷ nguyên bị sửa lại, xèo xèo xèo, thanh âm khẽ khàng, tia sáng xuyên qua thánh vũ, thánh kiếm chiếu vào đạo tâm của thánh nhân, khi tia sáng chiếu vào đạo tâm của thánh nhân thì tất cả thánh quang chớp tắt như ánh nến trong gió mạnh tùy thời dập tắt, bốc bốc bốc, thanh âm nhỏ liên miên, từng lũ thánh quang bắt đầu tắt, chuyện khủng bố chỉ mới bắt đầu, khi ánh sáng tắt thì có tiếng xèo xèo, thánh quang bắt đầu sinh trưởng hắc ám. Từng lũ hắc ám sinh ra, nhưng hắc ám sinh ra không thuận lợi, hắc ám chớp tắt mờ ảo như ngọn đèn leo lét trong gió, tùy thời bị tắt, khi từng lũ hắc ám sinh trưởng, tiếng dập tắt bập bùng, hắc ám dập tắt, ngay sau đó, vị trí này sinh trưởng từng lũ quang minh mới sinh trưởng thì thanh âm khẽ vang lên, quang minh lại dập tắt, tiếp theo hắc ám sinh ra, trong phút chốc hắc ám và quang minh luân phiên tranh giành không gian sinh trưởng,
Đây là điểm kinh khủng của luồng sáng luân hồi chi nhãn, nó chiếu vào đạo tâm có thể thanh tẩy đạo tâm của người, tất cả quay về ban đầu, trong trạng thái đó sinh ra quang minh hay hắc ám tùy vào bản năng kiên trì. Rõ ràng đạo tâm của thánh nhân tràn ngập quang minh, lúc này luân hồi chi nhãn muốn thanh trừ quang minh trong lòng lão, khiến hết thảy quay về ban đầu, từ vị trí ban đầu bắt đầu sinh ra hắc ám, đương nhiên cũng có thể sinh ra quang minh, cuối cùng sinh ra quang minh hay hắc ám tùy vào thực lực luân hồi hoang tổ và thánh nhân so đấu. Chiến tranh không khói lửa nhưng khủng bố hơn đao kiếm va chạm gấp trăm vạn lần, là đánh nhau chu tâm. Nếu thánh nhân không địch lại thì hắc ám sẽ gieo vào đạo tâm, dù lão không sa đọa, không theo hắc ám nhưng cũng mang đến hậu quả kinh khủng. Ong 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 ong, các thanh âm sinh trưởng, từng vòng kịch đấu bắt đầu, thánh nhân dần không đánh lại luân hồi hoang tổ, hắc ám cùng quang minh sinh sinh diệt diệt. Lúc này hữu hắc ám bắt đầu sinh trưởng, quang minh đã không cách nào diệt nó, khi các tia hắc ám mọc ra thì quang minh nơi khác càng tối đi, tùy thời sẽ tắt. Bạn già, ngươi cách đỉnh một chút, xem hắc ám cùng quang minh luân phiên. Cuối cùng hắc ám chậm rãi sinh ra, luân hồi hoang tổ ung dung nói, lúc ngươi còn ở thời kỳ đỉnh cao thì có cơ may kiên trì, ngươi sáng qua được thì ta không thể làm gì ngươi. Hôm nay ngươi không đánh lại ta, không địch lại nhưng thánh nhân vẫn bình tĩnh giữ gìn đạo tâm, miễn còn một lũ thánh quang bất diệt, hắc ám đừng hòng vĩnh hằng bao phủ kỳ nguyên. Từng lũ thánh quang kích thích bản năng, chỉ khi bản năng thánh nhân quay về quang minh mới có cơ hội đối kháng hắc ám bị luân hồi hoang tổ gieo rắc trong lòng. Khoảnh khắc này tất cả chiêu thức, tất cả đại đạo đều là phí công, ngươi liều mạng cỡ nào đều không làm nên chuyện gì. Này là quang minh cùng hắc ám luân hồi, chỉ có giữ gìn đạo tâm, giữ gìn bản năng mới thắng được, không thì chiêu thức huyền diệu đến mấy, đại đạo vô địch tới đâu, ngươi không giữ vững được đạo tâm, không giữ được bản năng thì sẽ chìm đắm trong hắc ám, trở thành đầu sỏ hắc ám, tất cả đấu tranh đều là phí công. Vậy thì sao? Luân hồi hoang tổ nhẹ lắc đầu nói, có lẽ ta không thể hoàn toàn diệt ngươi, có lẽ như ngươi nói, một lũ thánh quang bất diệt thì hắc ám không thể vĩnh hằng bao phủ kỳ nguyên. Nhưng, đừng quên ta có thể vĩnh viễn phong quang minh sâu trong kỳ nguyên này, khiến nó khó thể thấy ánh mặt trời. Dù ta không thể xóa bỏ ngươi, tất cả đối với chúng ta là phí công. Kỳ nguyên của chúng ta đã mất, lần này thua ngươi có muốn trở người cũng vĩnh viễn không có cơ hội. Khi đó ta sẽ phải nói tiếng vĩnh biệt với bạn già. Tuy lúc này luân hồi hoang tổ siêu khổng lồ, lão đã hóa thân hắc ám, thống trị hắc ám, chúa tể hắc ám, nhưng cách nói chuyện vẫn ưu nhã. Dù luân hồi hoang tổ và thánh nhân thề không đội trời chung, là kẻ thù sinh tử nhưng lão nói chuyện rất thân thiện. Ong 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 ong, tuy thánh nhân còn kiên trì, giữ gìn quang minh thuộc về mình nhưng không đánh lại luân hồi hoang tổ. Từng lũ hắc ám sinh trường, cứ tiếp tục thế này dù thánh nhân không chìm trong hắc ám cũng sẽ mãi mãi không thể trở mình, sẽ thành cuộc chiến vĩnh biệt giữa hai người. Trông thấy thánh quang hủy diệt, hắc ám nảy sinh, đại đế tiên vương treo cao đạo tâm. Thử nghĩ tồn tại như thánh nhân cũng không chịu nổi, để tay lên ngực tự hỏi có mấy vị đại đế tiên vương chịu đựng được. Trong quay về nguồn thế này có bao nhiêu đại đế tiên vương giữ gìn bản năng được. Đến bước này e rằng nhiều người hoặc chìm đắm trong hắc ám hoặc tự bạo chết. Chương 3004, vừa tương lai đi tới thánh nhân đối kháng với luân hồi hoang tổ nguyên kỳ nguyên. Nếu thánh nhân không làm được thì người khác càng không thể. Trông thấy thánh nhân không địch lại luân hồi hoang tổ, Lý Thất Dạ nói với 17 vị đại đế. Các vị hãy giúp ta một tay, tạm khiến ta ngược dòng thời gian lên. 17 vị đại đế trầm giọng quát, tốt, thiên mệnh của bọn họ tỏa sáng, lực lượng thiên mệnh bộc phát như thiên địa nổ tung, ầm 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 ầm, một chuỗi tiếng nổ, thiên địa như tan vỡ, thập tam châu lung lay. Nên biết, 17 vị đại đế bộc phát thiên mệnh thì lực lượng đủ để hủy diệt Thanh Châu, khiến nguyên Thanh Châu thành tro. Ong 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 ong, từng tiếng chấn động vang lên, thời gian và không gian nơi Lý Thất Dạ ở rung rung, thời không trở nên không ổn định, thành giới điểm hóa lỏng, hắn như xuyên qua, vừa ở quá khứ vừa là hiện tại vừa trong tương lai. Bóc, một Lý Thất Dạ bước ra, nhưng quái dị là Lý Thất Dạ còn đứng đó, 17 vị đại đế tiên vương đứng sau lưng hắn. Lý Thất Dạ thứ hai đi ra, Lý Thất Dạ này không phải ảo giác, cũng không phải đạo thân, là chân thân. Lý Thất Dạ đi ra này hơi lạ, khác với Lý Thất Dạ hiện tại, không thể nói rõ cụ thể khác chỗ nào nhưng dường như Lý Thất Dạ càng khủng bố, càng cường đại. Trên người Lý Thất Dạ không phát ra khí thế hoặc thần uy khủng bố cường đại hơn, trông hắn vẫn bình phàm. Nhưng nghĩa đại đế tiên vương thấy Lý Thất Dạ bước ra, trực giác nói cho bọn họ Lý Thất Dạ này khủng bố hơn, hắn không thuộc về thời đại này, không thuộc về hiện tại. Vù 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 vù, Lý Thất Dạ bước chân vào sông dài thời gian, nháy mắt vượt qua tuyên cổ, hắn ngược dòng chứ thời gian đi lên, lướt hướng kỷ nguyên cổ xưa hơn. Vượt qua sông dài thời gian là chuyện cực kỳ khó khăn, dù là đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng chưa chắc làm được. Hôm nay Lý Thất Dạ nương đại thế tuyệt thế và thiên mệnh của 17 vị đại đế tiên vương trợ giúp hắn vượt qua sông dài thời gian, đi rất xa. Lý Thất Dạ vượt qua sông dài thời gian cuối cùng đến kỷ nguyên nơi luân hồi hoang tổ và thánh nhân ở, một đầu là thánh nhân, chỗ khác là luân hồi hoang tổ, giữa hai người không phải cự ly không gian mà là thời gian. Lý Thất Dạ bước vào nơi này hơi không hợp nhau, hắn như tách khỏi kỷ nguyên, hắn không thuộc về kỷ nguyên này,
hắn là vị khách ngoài vũ trụ. Trông thấy Lý Thất Dạ đến, Luân Hồi Hoang Tổ hoảng hốt, không bất ngờ, lạnh nhạt nói, đạo hữu có biết suy tính tương lai không phải chuyện tốt. Lý Thất Dạ gật đầu nói, đúng vậy, từ tương lai đến, vừa không là ngươi cũng chưa chắc là tương lai của ngươi. Luân Hồi Hoang Tổ sắc mặt khó xem nói, sơ sẩy một cái thì không chỉ ngươi thành mây khói, nó mang đến tai nạn là điều mà ngươi không cách nào tưởng tượng. Lý Thất Dạ trước mắt không phải hắn mà chỉ là Lý Thất Dạ tương lai, dĩ nhiên không phải Lý Thất Dạ tương lai thật sự, đó chỉ là một loại khả năng. Đây là kết quả dùng thủ đoạn nghịch thiên không gì sánh bằng suy tính ra. Loại thủ đoạn này nghịch thiên không gì sánh được, tính ra tương lai của mình, xuyên thấu tương lai, khiến mình tương lai vượt qua sông dài thời gian. Chuyện này khủng bố biết bao, nên ta mới đi trên sông dài thời gian. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, trên sông dài thời gian này có cái gì xa xôi hơn nó? Cũng đúng, Luân Hồi Hoang Tổ gật đầu nói, nhưng đây là kỷ nguyên của ta. Luân Hồi Hoang Tổ chỉ một cái, bùm, hắc ám xuyên qua tuyên cổ, hắc ám siêu nhanh, chớp mắt vô hạn lướt qua. Nhưng nhanh đến mấy thì tốc độ hắc ám cũng chậm dần, cuối cùng hắc ám hoàn toàn chậm lại, nó không cách nào chạm đến Lý Thất Dạ, hình như hắn cách bọn họ rất xa. Luân Hồi Hoang Tổ mạnh cách mấy cũng không thể vượt qua bước này, không vượt qua chiều dài thời gian được, cuối cùng hắc ám biến mất trong chiều dài thời gian, không thể công kích Lý Thất Dạ được. Ngươi thật sự rất vô địch, Lý Thất Dạ lắc đầu nói, nhưng ngươi chỉ có thể ở thời đại của chúng ta, hoặc nên nói là kỷ nguyên của chúng ta, xa hơn thì ngươi không cách nào vượt qua, ngươi không biết ta đến từ kỷ nguyên nào. Hoặc nên nói người vĩnh viễn không thể vượt qua kỷ nguyên mới. Luân Hồi Hoang Tổ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, thật lâu sau nói, vậy là đạo hữu là người có thể mở mang kỷ nguyên mới. Luân Hồi Hoang Tổ không suy tính được Lý Thất Dạ đến từ đâu, tương lai của hắn hỗn độn. Tình huống như vậy, một là Lý Thất Dạ quá mạnh, hai là hắn không có tương lai, một khả năng khác là tương lai của hắn là kỷ nguyên hoàn toàn mới, một kỷ nguyên do hắn mở mang. Tương lai vốn tràn ngập nhiều chưa biết, không ai biết tương lai ra sao. Nếu Lý Thất Dạ mở mang kỷ nguyên hoàn toàn mới, một khởi đầu mới, không ai ước đoán được kỷ nguyên này trừ Lý Thất Dạ ra, nên dù Luân Hồi Hoang Tổ cường đại không gì sánh bằng cũng không thể ước đoán kỷ nguyên, rời khỏi kỷ nguyên này, càng không nói tới biết Lý Thất Dạ đến từ chỗ nào. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, có gì không được, vù 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 vù, Lý Thất Dạ bộc phát tiên thể, còn có đạo tâm tảng đá không thay đổi của Lý Thất Dạ, khi đạo tâm bộc phát thì tinh thuần, tuyên cổ, người Lý Thất Dạ tuôn ra ánh sáng thánh khiết vô cùng tận, này là vô cấu thể, nó thần thánh vô thượng. Đạo tâm cường đại không gì sánh bằng của Lý Thất Dạ thúc đẩy vô cấu thể thậm chí đột phá cực hạn, vượt qua đẳng cấp khác. Tất cả ánh sáng thánh khiết đổ ập xuống như cam lộ giáng xuống tới kỷ nguyên, nhiều hơn nữa là đổ xuống người thánh nhân. Đây là thánh quang vô cấu thể, nó có thể tịnh hóa hết thảy hắc ám, tất cả ô uế. Xèo xèo xèo, thánh quang vô cấu tịnh hóa, hắc ám đang sinh trưởng chậm rãi tan rã, lung ly, cuối cùng tan biến. Lý Thất Dạ không quyết đấu chính diện với Luân Hồi Hoang Tổ, hắn chỉ trợ giúp thánh nhân một tay. Được Lý Thất Dạ hỗ trợ, hắc ám từ từ bị tịnh hóa, bóc bóc bóc, quang minh lại ẩy sinh, quang minh lay lắt lấp lóe lại ổn định, đạo tâm của thánh nhân càng sáng hơn, thánh quang phổ chiếu. Luân Hồi Hoang Tổ con người co rút nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, đám đại đế tiên vương thở phào nhẹ nhõm nhìn, nếu để Luân Hồi Hoang Tổ thắng trận chiến tranh này thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Giờ thánh nhân và Lý Thất Dạ hợp tác ổn định đại thế, nếu cứ tiếp tục thì thắng chắc, trừ phi Luân Hồi Hoang Tổ còn đòn sát thủ chưa dùng. Xèo xèo xèo, có thánh quang vô cấu vô ô trợ giúp, thánh quang của thánh nhân càng mạnh mẽ, thánh quang từ nhấp nháy leo lát trở nên thịnh vượng như củi lửa càng đốt càng cháy, thánh quang ngày càng rực rỡ bắt đầu đốt hắc ám. Cứ tiếp tục thế này thì thánh quang của thánh nhân sớm muộn gì sẽ thiêu hủy căn nguyên của Luân Hồi Hoang Tổ. Đại đạo vô tận, ánh mắt Luân Hồi Hoang Tổ sâu thẳm nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nói, đạo hữu, ngươi và ta không phải là địch, nên ta khuyên ngươi, ta cũng vậy, ngươi cũng thế, dù là bạn già thánh nhân, tiền đồ hiểm trở, nếu vì phá vỡ gông xiềng thiên địa này thì ngươi nên nhìn ra xa hơn, chứ không phải chăm chăm vào trắng đen. Chương 3005, đi ra từ quá khứ Luân Hồi Hoang Tổ chậm rãi nói, ta và bạn già không nói tới đúng sai, tiếc rằng lúc trước bạn già cố chấp vào chúng sinh, không thì ta hợp tác với hắn không chừng sẽ mở ra cục diện từ xưa đến nay, có lẽ sẽ bứt đứt gông xiềng thiên địa, không chừng kỷ nguyên viễn hoang đã kéo dài. Trong quyết đấu thế này, dù đại thế bất lợi với mình nhưng Luân Hồi Hoang Tổ vẫn nói chuyện rõ ràng, đạo khác biệt không chung lối. Thánh nhân lạnh lùng nói, phúc lợi của chúng sinh sao có thể lấy ra trao đổi, không san bằng hắc ám thể không bỏ qua. Bạn già, lòng dạ vĩ đại của ngươi khiến rất phục. Luân Hồi Hoang Tổ mỉm cười nói, về phổ độ chúng sinh thì ta không bằng ngươi. Đúng, ta gạt thời đại, trừ tích lũy vì phá vỡ gông xiềng thiên địa ra cũng vì bản thân ta sống sót, không phủ nhận là ta sợ mình chết trên con đường chưa hoàn thành, điều này không có gì phải xấu hổ. Luân Hồi Hoang Tổ thản nhiên nói, nhưng bạn già, ngươi có nghĩ đến không, nếu ngươi và ta hợp tác, quang minh và hắc ám cùng tồn tại đầy ngã thiên địa, chiến đến cuối cùng. Nếu chúng ta có thể thành công, phá vỡ gông xiềng thiên địa này,
có lẽ kỷ nguyên viễn hoàng của chúng ta có thể kéo dài, hiện tại kỷ nguyên của chúng ta không còn, cái gì quang minh, cái gì hắc ám, kết quả chỉ là công dã tràng. Thái độ của thánh nhân cực kỳ kiên định, lời nói leng keng chắc chắn, nếu đổi luân hồi hắc ám các thời đại, gặt máu me qua từng thời đại thì không cần kỷ nguyên này. Thánh nhân lạnh lùng nói, ngươi không có đại quyết đoán chiến đến cuối, chỉ có thể dựa vào gặt thời đại sống tạm, dù ngươi thắng trận chiến cuối cùng thì sao, vẫn không có đại quyết đoán thay đổi chính mình, thay đổi kỷ nguyên chúng ta, đạo tâm của ngươi đã sa đọa, không thể cứu vớt. Luân hồi hoang tổ không bất ngờ, cười nói, bạn già đã nghĩ vậy thì ta đành bất lực, chúng ta đã định trước gặp gỡ là sống chết. Luân hồi hoang tổ nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nói, đạo hữu và bạn già của ta đồng lòng, ta hiểu điều này, quang minh phổ chiếu đại thế, đây là thời đại khiến người hướng về, nhưng đạo hữu có nghĩ tới không, sức một mình đạo hữu có lẽ chống lại trời sao, có thể chiến đến cuối không, cuối cùng thắng được không, nếu không thể thì sao đạo hữu không đổi góc độ suy nghĩ đi, không phải ta muốn châm ngòi ly gián, chẳng qua đứng ở đẳng cấp chúng ta, ta hy vọng đạo hữu có thể chiến đến cuối, san bằng khung trời. Luân hồi hoang tổ nói rất chân thành, thẳng thắn. Đám đại đế tiên vương nín thở, nhiều người nhìn Lý Thất Dạ, hợp tác với đầu sỏ trong hắc ám, góc độ này dường như mở cánh cửa khác cho người. Ngươi nói sai rồi, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, không nói quang minh cùng hắc ám, chỉ nói rằng ta đã muốn chiến đến cùng thì có thể giới tung trời già nua này, đơn giản vậy thôi. Hôm nay ta giúp thánh nhân đồ ngươi không liên quan hắc ám, quang minh gì, chỉ muốn giết gà dọa khỉ, khiến người trong thiên hạ biết, khiến tất cả tồn tại kỷ nguyên biết đây là thời đại của ta. Mặc kệ ngươi là đầu sỏ hắc ám hay vô thượng thủy tổ, miễn là ta còn trên cõi đời thì rồng phải khoanh, cọp nằm sấp cho ta, đừng rình rập trong bóng tối, ai dục dịch thì giết không tha. Lý Thất Dạ nói rất thản nhiên nhưng bá khí không gì sánh được, cô này tuyên chiến với tất cả tồn tại cửu thiên thập địa đối lập với hắn. Mặc kệ ngươi là đầu sỏ hắc ám hay vô thượng thủy tổ, hoặc ngoan ngoãn cục đuôi hoặc bị Lý Thất Dạ đồ sát. Lý Thất Dạ tuyên chiến bá đạo không gì sánh bằng, đại đế tiên vương cao vị có tư cách xem đều tim rớt cái bịch, hiểu rằng thời đại này là Lý Thất Dạ muốn làm vố lớn. Ai dám chặn đường hắn thì giết không tha. Lại quay về bản chất trận chiến tranh này của chúng ta, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, có một điều ta công nhận quan điểm của thánh nhân, dù ngươi vô địch thì sao, đạo tâm sa đọa, cho dù ngươi sới tung trời lên cũng không là phúc lợi cho thế giới này, bởi vậy đạo khác biệt không chung lối, hôm nay chỉ có một kết quả, đó là ngươi phải chết. Đối diện đầu sỏ vô thượng như luân hồi hoang tổ, Lý Thất Dạ không chỉ nói năng dõng dạc còn tuyên án lão chết, bá khí này e rằng trên đời khó có ai sánh bằng. Đạo hữu đã tự tin như vậy thì ta yếu không lấy hết bản lĩnh ra sẽ khiến mọi người thất vọng. Luân hồi hoang tổ không giận, cười nói, thế thì hôm nay nhìn xem lộc về tay ai. Vang tiếng nổ đứt tai, tế đài sâu trong viễn hoang đột nhiên tuôn ra hắc ám vô cùng tận. Trong khoảnh khắc này một người bước ra từ hắc ám, khi đi ra thì vạn cổ đều run rẩy. Người bước ra từ hắc ám chậm rãi nói, quá khứ không thể đuổi theo nhưng có thể giữ lại. Người đó toát ra văn nhã cao quý, nhìn người bước ra từ hắc ám, đám đại đế tiên vương tim đập nhanh. Luân hồi hoang tổ, người đi ra từ tế đài chính là luân hồi hoang tổ, giống y như đúc, đây không phải ảo giác, không là đạo thân mà là chân thân. Thấy cảnh đó nhiều người tim đập nhanh, đại đế tiên vương nhìn hướng luân hồi hoang tổ, đạo hữu có thể khắc ấn chính mình, ta không có báu vật đó. Luân hồi hoang tổ cười nói, nhưng ta chém xuống thân quá khứ, giữ nó lại. Luân hồi hoang tổ nói tùy ý nhưng đại đế tiên vương biết quá trình khó khăn thì tim đập nhanh, chém thân quá khứ của mình xuống là khó khăn biết bao, là vào một ngày cắt đứt thời gian, chặt đứt nhân quả. Chém chính mình, tách quá khứ và hiện tại ra, cuối cùng giữ gìn bản thân quá khứ không tổn hao gì, thủ đoạn khủng bố biết bao, lực lượng kinh khủng biết mấy, dù là đại đế tiên vương cao vị, tự hỏi mình cũng khó làm được điều này, trên đại đạo đúng là ta không bằng ngươi, ta khắc mình giữ lại là mưu lợi, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nhưng ngươi có thân quá khứ, không có tương lai, luân hồi hoang tổ gật đầu nói, đúng, điều này thì ta không bằng đạo hữu, luân hồi hoang tổ cười tủm tỉm, đúng là ta không có tương lai. Nhưng tương lai của đạo hữu chưa chắc giúp được đạo hữu xoay chuyển càn khôn, hôm nay hãy để quá khứ ta chém hiện tại ngươi. Luân hồi hoang tổ cười, thân luân hồi hoang tổ quá khứ trên tế đài cũng cười, từ tốn nói, đại thế nghịch thiên, có thể nói là hoàn mỹ, nhưng ở trong mắt ta vẫn có chút tỉ vết, một vết nhỏ đã đủ, có thể chí mạng. Vang tiếng nổ điếc tai, quá khứ ra tay, ngón tay vươn đến, không có chiêu thức, không có đại đạo ảo diệu, dưới bàn tay to chỉ có vô, trống rỗng, hết thảy đều sẽ hóa thành bột mịn. Tất cả bị bóp nát trong giây lát, nháy mắt biến mất, khi bàn tay đập xuống thì vang chuỗi tiếng nổ, tất cả trống rỗng dưới bàn tay, thời gian, không gian, đại đạo, vạn pháp, hết thảy bị nghiền thành phấn trong tích tắc, tùy theo hóa thành trống không, bùm, vang tiếng nổ điếc tai, bàn tay vỗ xuống gần đầu Lý Thất Dạ, đương nhiên Lý Thất Dạ đứng trong đại thế là Lý Thất Dạ hiện tại, sông dài thời gian ở phương xa là Lý Thất Dạ tương lai. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.